Hello em, đang đi ăn với bạn hả? Tôi có quen anh đâu. Sao không quen, ngày hôm qua mới nồng cháy gì vậy mà. Nè, anh đừng có nói bậy nha. Tôi không có quen biết gì hết trơn á. Cô hay lắm, cô nói với tôi là cô chưa có người yêu. Dám lừa tôi hả? Anh! Nè, anh là ai vậy? Sao tự nhiên anh kiếm chuyện với tôi? Xin lỗi em nha, bất đắc dĩ lắm anh mới làm vậy. Sao bạn bè mình ai cũng có người yêu mà mình không có ta? Gần đông rồi mà chán ghê. Phải chi bây giờ mà có người yêu thì tốt biết mấy hơn. Alo. Ở đây tôi có con mồi ngon lắm, chỉ cần qua nói chuyện một xíu là xong rồi. Lát nữa tao gọi là tụi bay qua nha. Thì ra là nó lừa em. Anh xin lỗi em nha, lúc nãy anh hơi nặng lời, anh làm vậy nó mới chịu bỏ đi. Dạ, không sao đâu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nha. Anh có một câu tặng em nè. Cô đơn không có gì đáng sợ hết, thà cô đơn mà yên ổn. Chứ đừng vì cô đơn lâu ngày mà tìm đại một người để vượt qua sóng gió, rồi lúc đó mới nhận ra rằng là sóng gió từ chính người đó mà ra.